qua mã khác nha cả nhà ơi. Cả nhà ơi, hàng qua cái viên này này. À, hôm nay Hà về hết rồi nha. Ở Vĩnh Thị, chào em nha. Ủa, em ở đâu lâu quá rồi không gặp em nha. Đi đâu mất tiêu rồi. Bên em 5 giờ sáng đó chị. Ôi trời, 5 giờ sáng hả? Đây nhé cả nhà ơi. Lâu quá chị ơi. Lâu ngày quá rồi, đúng rồi. Đây nhé cả nhà nha. Cái viên này nó là cái viên đặt phụ khoa nha cả nhà nha. Cái này mọi người đừng có tưởng nó đâu nha. Cái này mà người ta vẫn thường nói cái câu đó là chị em nào mà chồng chán chồng chê nha, chơi cái này vô á là chồng mê quay về nha cả nhà nha. Cái viên này nha cả nhà nha, viên đặt phụ khoa nha cả nhà nha. Vừa được trị cho mình những cái bệnh giống như là mình bị có mùi, mình bị chị khỏe á, em, chị vẫn bán hàng bình thường này. Vẫn bán hàng bình thường này, vẫn cứ mỗi tối thứ sáu vẫn lên gặp mà chị em đó. Cái viên này á thì mọi người biết nó là mình những ai chị em nào mà bị viêm nhiễm nhất nhà nha. Mình nếu mà mình đã nói mình đi bác sĩ nó cũng rất là cả một vấn đề luôn đó cả nhà. Nếu mà mình có những cái trường hợp như vậy á, để phụ khoa thì mình cứ chịu khó mình xài nó nhé cả nhà nha. Cái viên của nó như thế này, rất là nhỏ, nhỏ nhẹ vào trong này như thế này nha. Cái viên nó được bọc ở trong như thế này. Như một hộp này nó được 14 viên hay sao đấy cả nhà. Được 14 viên nhé cả nhà nhé. Hộp này được 14 viên nhé. Hà có khách đặt rất là nhiều rồi đấy. Hà đăng bài lên á. Giá mấy đó chị? Cái này á thì nó là 45 đồng thôi nhé cả nhà nhé. 45 đồng thôi. Hà nghĩ là 45 đồng rồi và giá là khá là cực kỳ là ok đấy cả nhà. 47 đồng á cả nhà, 47 đồng á cái hộp này á cả nhà. Nhưng mà cái này á mọi người biết không, thật sự cái này á nha, đặt vô á nha nó xe khít luôn đó nhà nhà nha. Chị bán lai dai thôi Thi ơi. Chị cứ bán lai dai thôi, nhưng mà được cái là mấy chị em thương, mấy chị ủng hộ á trông cũng nhiều lắm. Bán ở bên Áo nhá. Bán ở bên Áo, cô bán bên Áo nha. Giá này là 47 đồng nha. Chị Hon đặt mua cái viên đó thì phải. Dạ không, em cũng không biết nữa. Chắc vậy quá. Chắc vậy đó. Cái này á thật sự nó cũng nhỏ gọn lắm nha chị nha. Cái này nó cũng rất là dễ, nhưng mà cái này á mình phải dùng cái đầu ngón tay mình một chút xíu. Mình khi mình tắm rồi sạch sẽ xong ấy, mình đi ngủ ấy, thì lúc đó là mình sẽ lấy một viên ra, mình xé mình lấy một viên ra và mình để nó cho, mà mình đẩy nó vào bên trong mình một chút xíu nha. Đó. Trong cái âm đạo của mình một chút xíu là mình xài nó nha cả nhà nha. Cái này á là kêu bằng á là mấy chị xài một thời gian là coi như là ngừng không dám xài luôn đó cả nhà. Là tại vì nó thu gọn lại á, mà mấy chị là coi như là cái này mà mấy chị mà xài á nha là mấy anh là phái chí nha. cái này là mấy chị dài là mấy anh là được việc nha cả nhà nha. Đó, mấy anh mừng, mấy anh vui nha cả nhà nha. Một người xài mà được hai người sướng nha cả nhà nha. một người xài rồi tuần rồi có hai người đặt mua viên đó. Đũa thần có chưa chị Hè? Có rồi đây, đũa thần về luôn. Chị ơi, đũa thần ngày hôm nay á, thật sự em cũng lên đũa thần luôn, em cũng sale cho mọi người luôn nhé cả nhà nha. Đũa thần của em là bình thường ấy, em bán một hộp đũa thần của nó là 30 cây nhé cả nhà nhá. Là 40 đồng cả nhà. Nhưng mà nay á mọi người lấy nguyên hộp cho em đi là 30 cây á thì em tính với mọi người là 35 đồng thôi nhá cả nhà nhá. Thấy không mọi người? Khỏi cần nói cái gì hết, Hà không cần hô hào lên là Hà sale, Hà lên là sale. Không cần, nhưng mà lên cái Hà có giá đẹp là Hà tự sale cho mọi người nha. Cái viên đặt này thật sự là mọi người biết là cực kỳ là coi. Xin hai hộp đũa thần luôn. Trời ơi. Đũa thần là phải xài hai mới chịu.